bạn đến với kênh KM Channel. Mình là Lucy. Hi, lại là Lucy đây. Xin chào các bạn. Video này sẽ hướng dẫn các bạn chơi và khám phá thế giới của Mario cực kỳ hấp dẫn luôn. Thì các bạn thấy video hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký thành viên nhé. Nhớ mua bản quyền chính hãng để giúp đỡ những nhà phát triển game, giúp họ ra những game hay hơn. Chúc các bạn cùng gia đình chơi game vui vẻ. Hi các bạn, lại là Lucy đây. Như ở tập trước thì mấy bạn biết, mình đã cứu đủ hết 7 nàng tiên bướm rồi. Nhưng mà cuối cùng lại bị quỷ vương rùa gai bắt hết lại và mang về chỗ này nè. Chỗ này giống như khu vui chơi của quái vật rùa gai vậy đó. Trời, quái vật mà cũng bày đặt có khu vui chơi nữa. Rồi bây giờ làm sao để mình vào được bên trong để giải cứu các nàng tiên đây ta? Đâu, đi một vòng tìm đường thử. Ý, không có cái cầu nào nè để qua hết trơn á. Chỗ nào cũng là rãnh nước không à. Ở đây có không? Không có luôn. Tập trước mình tưởng mình cứu được 7 nàng tiên bướm là mừng ghê luôn á. Tưởng kết thúc cái series các tập phim của Mario rồi chứ. Ai nhè đâu bây giờ vô đây nữa. Mà vô đây là chắc trùm cuối rồi. Chắc là khó lắm đây. Thôi không có đường đi, phải chui vào đây thôi mấy bạn ơi. Cầu sinh tử. Trời ơi, nghe cái tên không là thấy rung rồi. Ư da. Trời đang mưa nữa chứ. Rồi mũi tên chỉ qua đây nè. Trời thấy gai kìa. Ư da, gai 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 gai. Hên quá có mặt nạ mèo. Con rùa bất tử nè. Ý, mình tiêu diệt được con rùa bất tử hả mấy bạn? Oh no, không. Đúng là như cái tên của nó bất tử. Cho nên nó tự sống lại rồi. Ây da, cả bầy dí luôn. Chạy vô. Trời ơi, sao trong này toàn là 7 gai không vậy? Rồi, chắc không thoát kịp rồi. Lên. Ui, hấu hồn. Trời ơi, còn bên kia còn con rùa nó đang phóng lửa nữa. Né mấy cái gai mà còn có lửa đây nữa nè. Bung nè, phóng lửa nè. Nhanh, 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 nhanh. Trời ơi, cái gai này ghê quá à. Lên, lên, lên. Ráng lấy được một ngôi sao xanh. Trời ơi, vô mấy vòng này á, kiếm ngôi sao xanh cực kỳ khó luôn. Lên. Cũng may con mèo á, nó nhảy giỏi á. Chứ không là đi thường thường là bị gai đâm rồi. Rùa nè, rùa nè. Chạy, 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 chạy. À, trời, không kịp rồi. Mắc mặt nạ rồi, có power. Tiêu diệt nè. Đi, phải chạy thôi, chạy. Ý, không kịp rồi. À, trời, biết ngay là không kịp mà. Thôi, bị teo nhỏ rồi, teo nhỏ rồi. Ê, có cờ hồi sinh. Hồi sinh. Ờ, chứ không hả? Thành em bé tí hon biết sao chiến đấu luôn á. Vòng này khó quá à. Được game nó tặng cho cái mặt nạ tròn trắng rồi. Chứ không là không biết chết bao nhiêu mạng luôn á. Khó quá à. Trời ơi, một bầy rùa bất tử bên này luôn. Ừ, quên, mình đang có mặt nạ tròn trắng mà, sợ gì? Bập bập bập. Ý, phải cẩn thận thời gian nữa. Trời ơi, vừa chiến đấu với bọn này mà vừa phải canh thời gian nữa đó. Chạy 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 chạy, gái kia gái kia. Lên 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 lên. Thôi tiêu rồi tiêu rồi. À, dạ dạ. Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi. Kìa kìa kìa, cái hộp không gian kia kìa, qua luôn. Ô, cờ đất đằng kia. Tới rồi, tới cờ đất rồi. À, trời ơi, tới cờ đất rồi mà còn có gai nữa. Nhảy. Trời ơi, công tình nhảy từ trên cao xuống. Được có 800 điểm mà. Vượt cầu sinh tử thành công. Yeah. Lên được 2 ngôi sao xanh nữa. Nó mở đi đâu vậy ta? Rồi, cái gì mà có con rồng ở trong vậy? Rồi mở thêm cái gì nữa đây? Có cây ăn thịt người nữa kìa. Thôi thôi thôi, qua có con rồng đi. Mình thích con rồng hơn. Không thích cái cây ăn thịt người xíu nào. Hello rồng, vô luôn. Đồi trượt cát tử thần.
Hello. Trượt cát cũng giống như trượt thác đúng không? Cho nên bà tiên mới cho mình con rồng nè. Rồi đi thôi. Các bạn còn nhớ tập trước không? Mario đã cởi con rồng này nè. Trượt thác á cũng gặp mấy con áo hộp này nè. Còn bây giờ thì trượt cát. Trời ơi, trượt thác thì rơi xuống nước, còn trượt cát thì rơi xuống một cái không trung kinh khủng lắm. Ui nó rất là trơn nha mấy bạn, dễ tuột kinh khủng luôn. Dạ, cẩn thận. Ý của sao xanh kìa, lộn hụt rồi. Tiếc quá. Rồi xong. Nó trơn lắm mấy bạn, không có dễ gì đi đâu. Hồi sinh đi lại lần hai. Giờ phải cẩn thận nè. Mấy cái con áo ộp này đụng nè. Xuống luôn. Trời ơi, ý là cát nên nó làm tượng cát rất là nhiều luôn. Nào là con nấm ma, nào là quỷ vương rùa gai nữa. Lên. Vẫn hụt như thường. Thiệt tình. Ý hồi nãy chỗ này mình rớt nè. Cẩn thận. Trời ơi, tượng của quỷ vương rùa gai kìa. Ây da, trơn quá. Trơn. Cẩn thận. Đuối quá. Ây da, trời ơi. Chơi xong game này chắc Lucy tăng level của chơi bắt cua quá. Chơi bắt cua vô cùng điệu nghệ luôn. Ây da, những cái trượt màu đỏ đỏ khi mình chạm lên là nó sẽ cho mình tăng tốc lên. Mà tăng tốc mà càng trơn thì càng nguy hiểm. Ý. Hết cát rồi. Cảm ơn rùa gai. Ở đây có cái hộp không gian rồi. Bây giờ mình phải tranh thủ mình đi nhanh mới được. Thời gian không có đợi mình. Mấy bạn nhớ nha, ở mỗi cái màn á, màn nào cũng có thời gian hết á. Bởi phải tranh thủ đi cho thiệt là nhanh. Mình đang chơi mà hết giờ là mình mất một mạng đó. Phải đi lại từ đầu nữa. Thôi đi thôi. Cờ đất phía dưới rồi. Bây giờ mình trượt cỏ lượm tiền và về đất thôi. Trượt. Tiền kia. Trời ơi, hụt rồi. Thôi có 10.000 điểm cũng đỡ. Vượt đồi trượt cát tử thần thành công. Thêm được một ngôi sao xanh nữa rồi. Ui nó ra cái gì nữa kìa. Ý cái tàu lửa. Ý coi chừng con quỷ vương ở trển á. Thôi nhưng mà mình qua bên đây trước đi. Cái gì có cây ăn thịt người nè. Rồi có cái gì giống như bánh quy vậy ta. Vô luôn. Vòng quay bánh quy. Cái bánh quy kìa mấy bạn ơi. Trời nó làm thành cái vòng quay. Ây da con nhím. Nhím gai luôn. Con nhím thì lúc nào cũng có gai rồi đó. Ây da, này là gì mấy bạn biết không? Sô-cô-la kìa. Nè, cạp nè. Bánh quy mà làm thành vòng bánh xe luôn kìa. Mình đang vô một cái thế giới bánh kẹo rồi. Cái tip để đi được cái màn này á là mấy bạn dùng tuyệt chiêu của Bomegan nha. Tại vì đang ở trên không trung mà phóng Bomegan á nó thu lại được. Ở không trung này á, lỡ như mà có ngôi sao xanh xuất hiện, mình phóng Bomegan ra là mình kéo được cái ngôi sao xanh về phía mình luôn á. Nè, coi biểu diễn nè. Dạ, hụt rồi. Đó, thấy chưa, mình lấy được ngôi sao xanh đó. Mà Bomegan nó quay về mình trở lại, để mình xài tiếp tục. Sô-cô-la quá trời luôn. Lên. Ý, có cái cờ hồi sinh kìa. Có nàng tiên. Mượn cái ống nhòm nhìn thử. Rồi, ở phía trên đúng không? Rồi, đi lên luôn. Đu theo cái bánh xe bánh quy nè. Trời ơi, ở giữa nó còn có nhân kem nữa. Nhìn ngon, giả hoang luôn. Chắc
chiều nay phải đi mua một cái bịch bánh quy có nhân kem mà nên mình ăn quá. Tự nhiên thấy chơi game này xong cái thấy thèm à. Trời ơi, kem thịt người quá trời luôn. Ủa, ở trên còn có hai cây khổng lồ ở trên đó kìa. Ây da, cẩn thận. Nó mà táp chúng mình cái là tiêu đời á. Ây da, nó đâu lọt hoài vậy? Ây da. Bùm. À trời, nó táp chúng mình rồi. Ây da, Lên. Trời ơi, mất cái bơ mê găng rồi. Con kiến quân độ kìa, nó đã hung dữ rồi mà giờ nó còn đội nón bảo hiểm nữa. Ê, mặt nạ bơ mê găng kìa. Đợi để lấy. Yeah, lấy được rồi. Ờ, còn những gai ở đây nữa. Búm nè, cho chừa. Búm nè. Kiến quân đội nè. Kiến quân đội này mấy bạn nhớ là không được nhảy lên đạp nó nha. Tại vì nó có gai trên cái nón bảo hiểm của nó rồi. Mình đạp lên là mình tự tiêu diệt mình đó. Trời ơi, con nhím gai dưới kìa, nó dụ mình nhảy qua để mình đạp lên người nó. Trời ơi, mình bị dụ thiệt luôn. Biết trước giờ mà vẫn bị dụ. Ai da. Chui qua luôn. Ui, sô-cô-la dưới chân mình kìa. Trời, mình đi tới đâu dấu chân mình tới đó luôn kìa. Lên luôn, bánh quy nè. Ui, cờ đít kìa. Tới luôn, bá tài. Ôi trời, lọt rồi. Trời, được có 800 điểm. Công tình leo từ trên cao nhảy xuống. Hey. Vượt vòng quay bánh quy thành công. Được thêm một con sao xanh nữa. Coi nó mở cái gì ra vậy. Máy bát. Rồi qua máy bát kiếm sinh mạng thôi. Mấy bạn còn nhớ trò này không? Cứ lật được từ hai hình giống nhau trở lên là mình được tặng cái sinh mạng hồi sinh đó. Ơi, được hai cái giống nhau vậy là được một sinh mạng. Cũng đỡ ghiền.